Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Việc tốt quanh ta của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, trân trọng quá khứ hào hùng, cùng hành động để nâng cao nhận thức của người dân và thế hệ trẻ hôm nay về công trình đại thủy nông Nậm Rốm, từ đó có những việc làm thiết thực, cụ thể để bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa là việc làm mà hai em học sinh Lê Văn Phúc và Nguyễn Nữ Ngọc Minh, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đang thực hiện đề tài nghiên cứu. Việc làm này không chỉ nuôi dưỡng tình yêu, niềm tự hào về mảnh đất Điện Biên mà còn góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử của công trình đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, Đại thủy nông Nậm Rốm. Đây cũng là câu chuyện mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Việc tốt quanh ta tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 3 tháng 10 năm 1963, công trường Đại thủy nông Nậm Rốm chính thức được khởi công xây dựng. Hơn 2.000 cán bộ, đội viên thanh niên gồm hơn 800 đội viên thanh niên tháng 8 thủ đô và lực lượng thanh niên các tỉnh miền xuôi như Hưng Yên, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Thanh Hóa, theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, Nhà nước, đã chân đất tay khô, xẻ dọc núi đồi, xung phong lên với Điện Biên, thực hiện sứ mệnh cao cả, hoàn thành công trình Đại thủy nông Nậm Rốm trong thời gian sớm nhất để tạo nên mạch sống cho Điện Biên thoát khỏi tình trạng thiếu đói. Kế thừa thành quả lao động của các thế hệ cha anh đi trước, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh, Lê Văn Phúc và Nguyễn Nữ Ngọc Minh, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, đã dành thời gian cuối tuần đi nghiên cứu, thu thập thông tin từ các nhân chứng lịch sử để thực hiện đề tài nghiên cứu Xin đừng lãng quên tượng đài vô danh, công trình Đại thủy nông Nậm Rốm. Hiện nay là nước đang tháo về. Có một lần bọn cháu đã được gặp gỡ bác Hoàng Thế Ngữ. Hiện nay bác đang là chủ tịch Hiệp hội Đá quý Việt Nam ấy. Bác đã tham gia cùng tiểu đội bắn máy bay Mỹ những năm 60 và 70, thì bác đã hỏi bọn cháu là về cái công trình Đại thủy nông Nậm Rốm này, nhưng mà bọn cháu không biết và cháu cũng đi hỏi những người bạn xung quanh cháu thì họ cũng không biết. Thế là cháu đã tìm hiểu về công trình này, rồi cháu đã hiểu được cái vai trò của nó. Có nghĩa là nếu như mà chiến thắng Điện Biên Phủ đã đem lại cho Điện Biên này sự hòa bình, thì công trình Đại thủy nông Nậm Rốm đã đem lại cho Điện Biên một sự hồi sinh, một sự tái sinh. Nên là từ đó chúng cháu đã xây dựng đề tài để những người trẻ như chúng cháu có thể là đã do thời gian và nên đã lãng quên đi công trình này, có thể hiểu được lại về cái giá trị của nó. Qua nhiều lần giới thiệu và qua nhiều lần đi tham quan những di tích lịch sử, thì em đã phát hiện là công trình Đại thủy nông Nậm Rốm này là một di tích lịch sử cấp tỉnh, và nhưng mà dù thế nhưng mà mọi người vẫn thờ ơ và không quan tâm chú trọng nhiều về di tích này. Chúng em đang là lứa tuổi học sinh, chúng em sẽ cần phải trau dồi nhiều kiến thức về lịch sử và nhiều hơn về xã hội, đời sống của lịch sử. Nhưng mà tuy thế chúng em vẫn phải tuyên truyền và cùng chung tay xây dựng lại về di tích lịch sử này. Những năm tháng lao động xây dựng công trình cũng là lúc mà đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc ác liệt nhất. Khi đó, lực lượng thanh niên xung phong phải trải qua muôn vàn khó khăn vất vả, vừa phải thi công một công trình thủy lợi với quy mô lớn bằng toàn bộ sức người, vừa phải chống trả máy bay địch bắn phá dữ dội. Trên công trường khi đó đã có 18 thanh niên xung phong hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Hy sinh mất mát là vậy, song công trình đang phải đối diện với nguy cơ bị mai một khi càng ngày số lượng người biết đến công trình càng ít đi, hay có biết cũng chỉ mơ hồ. Để có thể bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của công trình, việc thực hiện đề tài nghiên cứu của Phúc và Minh càng trở nên hữu ích hơn. Ngoài những việc làm như quét dọn khuôn viên công trình, dâng hương tưởng niệm các thanh niên xung phong đã hy sinh, các em còn tích cực tuyên truyền cho các bạn học sinh và người dân hiểu, từ đó có những thái độ hành động tích cực cùng bảo vệ công trình đã được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Chúng tôi là lớp người đi trước mà xây dựng cái công trình này, thì nói chung là bây giờ các cháu học sinh còn non trẻ, chưa biết. Thế là hôm nay là tôi cũng báo cáo để cho các cháu nắm bắt được đấy, và các cháu đã biết về cái đề tài của cái xây dựng cái công trình Nậm Rốm này là tôi thấy là rất là quý báu. Cái công trình này nói chung là các cháu mà đã xây dựng cái công trình viết nên cái đề tài của công trình này thì nói chung là rất là hợp
rất là phù hợp để làm cho cái thế hệ trẻ nối tiếp để học tập và noi theo. Trong guồng quay của cuộc sống, khi con người, đặc biệt là giới trẻ, bị chi phối bởi nhiều mối quan tâm hơn, thì việc làm của Phúc và Minh, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, càng trở nên quý báu và thiết thực. Hơn 5 thập kỷ trôi qua, ngày nay đại thủy nông Nậm Rốm vẫn ngày đêm lặng lẽ đưa nước tưới về tưới cho các cánh đồng Mường Thanh, đưa thâm canh tăng vụ từ 1 lên 2 vụ lúa và trồng cây vụ đông, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thừa hưởng thành quả lao động trong gian khó của đại thủy nông Nậm Rốm, những thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Điện Biên Phủ càng thêm biết ơn, tự hào và trân trọng lịch sử. Chia sẻ những dự định trong thời gian tới, hai em sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên trong trường học, tổ chức các buổi tọa đàm, thăm hỏi các nhân chứng lịch sử, bảo vệ di tích lịch sử và cùng hành động để chung tay phát huy giá trị lịch sử và kinh tế trên mảnh đất Điện Biên anh hùng. Chuyên mục Việc tốt quanh ta của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.